Chào các bạn. Và chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng đã từng gặp những bức hình ảnh mà khi chụp xong thì nó không được đẹp cho lắm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể là chỉnh sửa mà cho bức ảnh nó trông thật mà lại mịn màng và đẹp? Đây thì tôi có thể hướng dẫn cho các bạn một số cái cách cơ bản thôi. Chỉ trong vòng 1-2 phút là chúng ta đã có thể là tự xử lý được cái da mặt rồi. Và bài này thì những bạn mà chỉ cần là biết một chút về Photoshop thôi, chúng ta cũng có thể là làm được một bức hình hoàn chỉnh như thế này. Và ở đây thì tôi có thể là nhân đôi cái lớp hình này lên bằng lệnh là Ctrl+G nha các bạn. Ở đây thì tôi có thể là nhân thêm một lớp nữa, xíu nữa các bạn sẽ biết tại sao nhé. Một lớp này tôi làm gọi là lấy nét đi ha. Và tôi có thể click đúp vào đây ha. Tôi có thể đặt tên là M này. Rồi, thì tạm thời thì tôi tắt phần là M này đi. Tôi sẽ chọn cái phần lấy nét này trước. Và đây, muốn chính xác hơn thì tôi có thể click phải vào đây. Tôi chọn Convert to Smart Object. Thông thường là mỗi khi tôi chỉnh sửa ảnh thì tôi thường là tôi convert hết thành Smart Object. Tại vì sao? Khi chúng ta chỉnh sửa ảnh với chúng ta xài một cái hiệu ứng bất kỳ ở đây chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đúp vào đây, chúng ta có thể là điều chỉnh lại nó được ở đây các bạn. Ở đây thì tôi có thể là tôi quay lại và tôi có thể chọn một lấy nét. Ở đây tôi có thể chọn là 2 pet chẳng hạn. Đối với công việc chỉnh sửa ảnh thì cái tính năng 2 pet nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể là lấy nét rất là nhanh cho một bức hình. Đây các bạn thấy là tôi chỉ kéo cái iPad nhẹ nhàng thôi. Đó, chỉ một chút thôi các bạn. Vừa đủ để nó hiện được những cái đường lông mi, rồi mắt, rồi môi. Ví dụ như thế này thôi, chúng ta đừng có kéo nhiều quá thì cái bức hình nó không còn đẹp nữa. Chẳng hạn ở đây tôi để cái thông số là khoảng là 1.5 nhỉ. Và nếu chúng ta để như vậy thì không được đẹp. Ở đây tôi có thể hoài trộn về soft light, hoặc là tôi có thể hoài trộn về linear light. Hai cái chất hoài trộn tôi sẽ ưu tiên phần linear light hơn bởi vì nó sẽ nét hơn nhiều so với phần soft light. Tôi tạm thời thì tôi có thể là để ở đây. Và tiếp theo thì tôi sẽ bật cái lớp là M này lên nha các bạn. Ở đây thì tôi cũng click phải, tôi tạo nó một cái lớp Smart Object nha. Và lúc này thì tôi sẽ làm mờ nó bằng lệnh Blur. Chúng ta có rất nhiều lệnh làm mờ, có thể lệnh Surface Blur, lệnh Smart Blur hoặc là lệnh Gaussian Blur chẳng hạn. Thì bài này tôi sẽ dùng lệnh Gaussian Blur để tôi làm mờ nó. Chẳng hạn như thế này, tôi có thể là kéo nó lên một thông số nhất định nào đó. Chẳng hạn như thế này, các bạn thấy là những cái phần pixel cũng như là cái phần da mặt thì nó mờ rất là nhiều. Chẳng hạn như thế này. Khi các bạn làm mờ xong thì chúng ta sẽ thấy là cái phần da mặt có vẻ trông mịn màng hơn ở đây. Tiếp theo tôi có thể là gộp hai cái lớp này lại chẳng hạn. Đây tôi sẽ bấm là Ctrl+G hoặc là tôi click phải vào đây. Tôi chọn là Group from Object ha. Group from Layer. Tôi có thể chọn đây. Tôi sẽ đặt tên là da mặt chẳng hạn. Rồi sau đó thì tôi có thể tạo lớp mask ở đây. Và khi các bạn tạo lớp mask ở đây thì nó lại hơi bị ngược một chút, tại vì lớp mặt nạ màu trắng là nó tác động toàn bộ lên. Tôi có thể bấm Ctrl Delete để tôi đổi màu đen này lên, hoặc nếu chúng ta không rành cho chúng ta có thể vào mục Edit Fill. Các bạn có thể lựa chọn đây thẳng là màu black luôn cũng được. Thì mặt nạ chúng ta nó sẽ đảo ngược lại. Còn nếu không, chúng ta có thể vào Select và chúng ta đảo ngược lại cái mặt nạ này, hoặc là chúng ta có thể là đổ một lớp màu đen lên. Chúng ta có rất là nhiều cái cách ở đây. Đây tôi vào Edit Fill cũng được. Tôi có thể chọn một cái lớp màu background, tại vì tôi đang để cái màu đen ở dưới. Tôi có thể đổ cũng được các bạn.
Sau đó tôi sẽ dùng rớt màu trắng và tôi sẽ bôi lên đây nha các bạn. Tôi sẽ lựa cái rớt mềm này các bạn, tôi xóa. Nhưng mà các bạn thấy là khi xóa như thế này thì nó không được đẹp cho lắm. Tại sao vậy? Đây, tạm thời tôi bỏ phần mặt này đi nha các bạn. Tại vì cái phần làm mờ để chúng ta làm mờ chưa có đủ. Chẳng hạn tôi click vào đây, tôi tăng cái số này lên một chút chẳng hạn. Tôi sẽ tăng nhiều lên. Chẳng hạn tôi tăng lên khoảng 18 rồi các bạn. Rồi, sau đó tôi sẽ chọn OK. Lúc này thì chúng ta đã có mặt nạ và chúng ta có thể tạo ở đây. Một cách khác tôi có thể hướng dẫn cho các bạn là chúng ta tạo mặt nạ ngược rất nhanh, đó là tôi giữ phím Enter nè và tôi sẽ click vào mặt nạ này, chúng ta tự động có cái mặt nạ đen luôn. Và sau đó thì các bạn sẽ dùng cục brush nhé, với cọ mềm opacity tôi để khoảng 100 luôn các bạn. Sau đó tôi sẽ chà lên đây và bây giờ các bạn thấy thế nào? Những cái phần xấu xí bây giờ nó đã biến mất và thay thế ở đây, đó chính là một cái lớp da thế này đây. Các bạn cứ làm thoải mái xíu nữa, chúng ta có thể là thay đổi những cái chế độ hải trộn hoặc là những cái phần opacity ở đây nha các bạn. Rồi, ở đây tiếp tục thì tôi sẽ xóa tiếp tục. Sau khi xong rồi thì tôi có thể thu nhỏ cái cọ này, tôi lấy lại ở đây. Tôi sẽ đánh phần mắt này. Các bạn để ý một chút nha, tại vì cái phần brush của Photoshop này thì nó hơi bị nhảy một chút. Các bạn chè, nhớ thì chè cẩn thận một chút nha. Rồi, chẳng hạn như thế này. Thì tiếp tục là tôi sẽ chè những cái phần ở mũi này. Tôi có thể đè cái màu đen lên và tôi xóa những cái phần mà nó bị lem này các bạn. Tôi sẽ xóa những vùng này. Sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại những phần thông số. Đây thì tôi có thể là cho nó mờ hơn. Và đây thì các bạn có thể là chỉnh lại xem là phần nào chúng ta cần phải sửa này. Thế như đây, tôi thấy lớp Gaussian Blur này có vẻ là nó hơi mịn này. Còn phần Highpass này nó hơi nhiều, tôi có thể là tăng giảm cái opacity này. Đó là một cách nha. Đây thì tôi sẽ lấy thêm một số cái phần này tôi bỏ sót này các bạn. Bằng cách mà giảm opacity này thì chúng ta có thể là dễ dàng nhận ra được cái phần này chúng ta bỏ sót. Tiếp tục là tôi có thể tôi vẽ một số vùng ở đây. Sau đó thì tôi có thể link đúp vào một hai pet này các bạn. Sau đó tôi cũng có thể lấy đưa vào một blur này ha, tôi có thể tăng giảm phần blur này. Tôi giảm nó nhỏ lại một chút thôi các bạn. Các bạn thấy như thế nào? Phải là phần da chúng ta nó đã mịn hơn không các bạn? Rồi tôi sẽ giảm một chút thôi, tăng lên chút nữa.
Nếu chúng ta không có tạo lớp mà Smart Object ngay từ đầu thì chúng ta không thể nào mà lách đúp vô để chỉnh sửa được những phần này. Và các bạn thấy là phần da chúng ta đã có những phần hẹp nó đẹp hơn. Chúng ta cũng có thể tăng giảm những cái lớp opacity này. Bây giờ thì tôi có thể tiếp tục là tôi dùng brush và tôi sẽ lấy lại những cái vùng vùng ở chỗ này đây, vùng dưới mũi này. Tôi có thể lấy lại những cái phần mà da trượt đẹp này. Chúng ta cứ yên tâm, chúng ta lấy lại ha. Tôi có thể lấy lại cả những cái phần như là phần cổ này. Như vậy các bạn thấy là chúng ta đã có được một cái làn da nó khác hẳn so với lúc ban đầu, chỉ bằng hai cái hiệu ứng cơ bản thôi và một cái chúng ta làm mặt nạ. Cái đến thì tôi có thể là chỉnh cho phần mắt này nó sáng một chút chẳng hạn. Tôi có thể tạo layer mới và tôi phải trộn cái mốt là overlay. Tôi đưa màu trắng lên và tôi có thể chè đây ha các bạn. Tôi có thể chè nó sáng một chút. Tôi sẽ đưa cái layer lên phía trên nha các bạn. Nếu các bạn không đưa được, các bạn có thể tạo group này. Các bạn đưa group này ra ngoài này. Sau đó các bạn sẽ kéo cái layer này thả vào group phía trên. Rồi thì chúng ta sẽ có được cái phần mắt sáng thế này. Ví dụ như thế này. Tôi có thể tăng opacity lên và tôi có thể làm một lần luôn bên này. Chẳng hạn như thế này, chúng ta cũng có thể tăng giảm opacity một chút ha. Rồi và phần môi này thì tôi cũng có thể tôi chỉnh một cái lớp màu ở đây, chẳng hạn tôi chỉnh một lớp màu New Saturation chẳng hạn. Tôi có thể là chỉnh những cái thông số ở đây. Tôi xin nói tôi cũng sẽ dùng cái mặt nạ ngược và tôi có thể tẩy xóa ở đây ha các bạn. Đây tôi có thể là điều chỉnh một chút cái thông số này. Và phần xem tối này tôi có thể là cho nó tối một chút để tôi chỉ chú ý tôi nhìn phần môi này nha các bạn. Rồi sau đó thì tôi sẽ tạo cái mặt nạ ngược ha. Đây chúng ta đang có mặt nạ này, chúng ta có thể edit fill, chúng ta đổ ngược lại ha. Và tôi đổ một màu background này và cái đấy là tôi sẽ tiếp tục để màu trắng ha. Và brush tôi sẽ bôi phần môi này lên. Các bạn cứ bôi màu thoải mái nhé các bạn. Sau khi xong thì chúng ta có thể là tăng cái feeder lên một chút để cho phần môi nó mềm ra và tôi có thể hài trộn một cái chế độ nào đó để chúng ta thấy là chúng ta có một cái môi đẹp hơn. Ví dụ như thế này, chỉ một vài bước cơ bản thôi là chúng ta đã có thể là tự chỉnh sửa được một bức hình. Và hy vọng là bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn kế tiếp.